cái kinh của mẹ ốm hết mấy pounds rồi đó. Mà làm kinh được. Ôi giời ơi. Hát cười quá. Hát cười quá. Cái con khỉ này không bao giờ làm neo hết rồi này. Con Andrea. Sao? Hồi đó nó làm neo một lần không ta? Con làm cho gas station này không chịu làm neo với mình. Tức là nó cancel mình không? Nó không có cancel. Nó chỉ hỏi thôi à. Nó nói là let me check with my daughter. Xong rồi không biết trời đất gì hết. 5 giờ xuất hiện. Đúng là mễ ha. Thiểu số quá. Cũng thương, cũng hiền hiền mà sao cũng tỉnh nha. Hả?